Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem phim. Vâng, chào các bác. Hôm nay Zika Audio sẽ mở cái nội thất của cái van cơ lai số thương hiệu WeWood, mã là VHL TF9 Plus. Vâng, thì bên em đã tháo sợ ốc sẵn ra rồi. Thì bây giờ em sẽ mở hộp ra để các bác quan sát. Đây là phía bên trong này các bác nhá. Em để sẵn ở đây. Đây là phía bên trong các bác quan sát ạ. Rồi, nhìn tổng thể thì đây cái vỉ mạch đây ạ. Rồi, đầu tiên nhìn cái vỉ mạch của tất cả những cái bị nào thì ra thường sửa quan chú trọng nhất là về cái chip xử lý. Vâng, thì về hiện tại về cái van cơ lai số WeWood TF9 Plus thì có hai chip xử lý âm thanh thì rất là to này, hai chip xử lý đấy. Và quan sát điều nữa, đây là hai cái chip chống tiếng bụp ra ngoài này. Đặc biệt cái dòng này nó có một cái hai cái dơ le để chống tiếng bụp mà khi mà chúng ta bật thiết bị lên nó không gây ra tiếng bụp ở loa đấy, rất là hay. Và đây là vỉ chống hú đấy ạ, đây là vỉ chống hú. Vì chống hú của đây là hàng chính hãng thương hiệu WeWood ạ. Chữ rất nhỏ thôi. Và được xử lý bằng chống hú bằng tín hiệu số. Đang nhìn vỉ mạch rất là tinh vi, rất là nhỏ. Không như dòng thường những cái chip xử lý rất là những cái vỉ mạch rất to. Vâng, dùng cái điện trở trở 5 màu đấy ạ. 5 màu sắc. Vâng, đây là những chiếc áp đấy ạ, chiếc áp phía trước mặt tương ứng với những chiếc áp ở phía ngoài đây. Đây đặc biệt cũng có cổng quang đây phía sau đấy ạ. Đây đặc biệt là được tích hợp cổng quang. Đây là vỉ mạch để xử lý tín hiệu quang đấy ạ. Phiên bản rất mới. Và bên em đã đại diện độc quyền của thương hiệu WeWood tại Việt Nam. Đây, cục nguồn đấy ạ. Đây, giờ quay cao lên đấy ạ. Đây, các quan sát thấy cái độ tinh vi bởi công nghệ mới hiện nay. Vâng, sau khi lắp lại và test nhạc với cái vang cửa lai số WeWood mã là VHL TF9 Plus ạ. Vâng, cái đang kết hợp với âm Mizaku 1604. Vâng, và một đôi loa Panamax, loa cây Panamax ạ, F2000. Chất nhạc cực kỳ tinh tế. Các bạn nào muốn sở hữu cái vang cơ lai số WeWood VHL TF9 Plus thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube để bên em có thể gọi điện lại trực tiếp tư vấn cho các bác. Và các bác cũng có thể gọi điện trực tiếp đến shop Zika để được tư vấn. Vâng, đây là dòng vang cơ lai số thế hệ mới hiện nay. Bên em mới nhập về để phục vụ các bác mọi miền Tổ quốc. Xin dừng để hót gánh yêu thương, cất ân nơi mà không một ai biết được. Rồi, chào các bác, hẹn gặp lại vào các video sau ạ. Đi cùng em, đi hết đoạn đường đời.